Thưa quý vị, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc vừa công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ban dân vận, Đảng ủy xã Bưng Riền, xã Phước Tân và Phòng Giáo dục đào tạo huyện Xuyên Mộc. Theo quyết định của Huyện ủy Xuyên Mộc, bà Ngô Thị Thúy Hà, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bưng Riền được điều động giữ chức vụ Phó trưởng ban dân vận Huyện ủy Xuyên Mộc. Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng ban dân vận Huyện ủy Xuyên Mộc được điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Bưng Riền nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Minh Thuận, chuyên viên văn phòng huyện Xuyên Mộc, tham gia ban chấp hành đảng bộ xã Bưng Riền nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bưng Riền. Ông Phạm Thiên Minh, trưởng ban quản lý chợ và bến xe khách huyện Xuyên Mộc, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Tân. Giới thiệu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Tân nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian giữ chức vụ của các cán bộ trên từ ngày 15 tháng 8 năm 2022. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc, ông Nguyễn Hoàng Anh Đạt, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Bà Rịa, được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Xuyên Mộc từ ngày 15 tháng 8 năm 2022, thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc kỳ vọng trên cương vị mới, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này sẽ tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo huyện, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.